Thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới và để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quân chúng nhân dân tích cực tham gia phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh, phản ánh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đến cơ quan chức năng. Theo đó, quần chúng nhân dân trên cơ sở nhận diện các hành vi vi phạm, chủ động tích cực cung cấp các thông tin, tài liệu, phản ánh cụ thể về các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, như xe ô tô khách chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe ô tô tải chở quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng, chở vật liệu để rơi vải, đi vào đường cắm, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, dừng đổ không đúng nơi quy định đi vào làng dừng phương tiện khẩn cấp của đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Sau khi ghi nhận được đầy đủ thông tin về hành vi vi phạm, người dân liên hệ phản ánh trực tiếp với công an tỉnh qua các kênh tương tác trực tuyến như số điện thoại của phòng cảnh sát giao thông BC08 0693 428 121, tài khoản Zalo phòng cảnh sát giao thông Bình Thuận Người dân lưu ý cung cấp thông tin thêm về tên, tuổi, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại liên hệ. Công an tỉnh có trách nhiệm bảo đảm bí mật đối với danh tính của người cung cấp tin. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đặt cọc mua bán đất đai tại dự án Trí An thuộc khu phố 1, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo, nếu ai là bị hại hoặc liên quan đến vụ việc nói trên, liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, địa chỉ số 139 đường Mậu Thân, thành phố Phan Thiết, số điện thoại 0693 428 113, hoặc điều tra viên Nguyễn Thuận, số điện thoại 0989 607418 để phối hợp giải quyết.